Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để mà các bạn chụp ảnh cái màn hình laptop của bạn hoặc là máy tính của bạn ở trên Windows 11 nha. Và cái cách làm này hoàn toàn miễn phí. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách đầu tiên, đó là các bạn sẽ tìm đến cái màn hình bàn phím máy tính laptop của bạn hoặc là bàn phím vật lý của bạn nha. Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái nút có cái chữ đó là PRTSC. Các bạn tìm đến chữ này thì thông thường nó sẽ nằm ở trên, đối với những bạn xài, một số bạn xài laptop thì nó sẽ nằm ở trên những hàng phím nhỏ nhỏ ở trên này. Ở trên đây không có thì các bạn sẽ chuyển sang cái bàn phím số ở đây, thì các bạn sẽ tìm nó ở đây. Các bạn nhớ lưu ý là cái chữ là PRTSC này nha. Còn nếu như mà bạn nào không có cái phím này, các bạn nhìn mà các bạn thấy không có cái phím này, thì các bạn sẽ làm cho mình theo cái cách này. Các bạn sẽ tìm đến cái bàn phím của bạn là sẽ có cái biểu tượng chữ Windows ở đây nè. Lúc nào cái bàn phím nào nó cũng sẽ có nha. Ở bên phía cánh trái nè, cái biểu tượng Windows nè, rồi chữ Shift nè và chữ S. Thì các bạn nhấn cho mình cùng lúc ba cái phím này nha. Bây giờ mình sẽ nhấn vào nè, Windows, Shift và chữ S nè. Rồi sau khi mà các bạn nhấn cái phím là PRTSC hoặc là các bạn nhấn phím Windows Shift S rồi, thì nó sẽ xuất hiện lên cái giao diện như thế này. Và để mà chụp cái ảnh cái màn hình thì toàn màn hình này á, toàn cái màn hình của là máy tính của bạn á, thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình vuông ở đây có chữ full screen nè, bạn nhấn vào đây. Thì như vậy là các bạn đã chụp được ảnh toàn màn hình. Bây giờ các bạn chỉ muốn chụp một cái điểm nào ở trên cái ảnh này thôi, thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn nhấn phím như vừa nãy nha, phím là PRTSC hoặc là Windows Shift S. Sau đó thì các bạn chọn nhấn vào ô này để các bạn chọn cái khu vực mà các bạn muốn chụp ảnh màn hình thôi. Đó, xong rồi bây giờ thì các ảnh của các bạn nó sẽ nằm ở đâu thì các bạn sẽ và nhấn vào cái biểu tượng Windows ở đây nè, các bạn nhấn vào đây. Xong sau đó các bạn gõ tìm kiếm ở trên đây, cái phần search này các bạn gõ chữ tìm kiếm chữ pen cho mình nha. Các bạn tìm đến ứng dụng pen cho mình thì ở đây nó sẽ xuất hiện ứng dụng pen. Các bạn nhấn vào cái dòng ứng dụng pen này. Xong sau đó thì các bạn nhấn Ctrl V cho mình nha, để các bạn dán cái ảnh này ra, các bạn nhấn Ctrl V. Rồi, xong sau đó cái ảnh này xuất hiện rồi thì các bạn sẽ nhấn vào cái chữ là File ở phía trên góc bên trái nè. Xong sau đó các bạn nhấn chữ Save ở đây để các bạn save vào trong cái thư mục mà các bạn muốn tìm lại nó. Thì ví dụ như ở đây là mình muốn tìm lấy ổ D nè. Rồi, các bạn thư mục ảnh đẹp nè. Rồi, mình ghi chữ là ảnh màn hình chẳng hạn. Đó, thì mình nhấn vào đây, xong sau đó mình nhấn Enter, mình save. Rồi, bây giờ mình muốn xem lại cái hình này thì mình chỉ việc là mở cái thư mục đó lên. Ổ D, mình vào ổ D và mình vào cái mục là ảnh đẹp. Rồi, đây là cái chữ ảnh màn hình của mình đây. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn chụp ảnh màn hình máy tính của các bạn ở trên Win 11. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.